Rồi chào các bạn, mình là Hoàng Phúc thế bfrosa.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta biến một cái hình mà không có xóa phông trở thành một hình có xóa phông. Ok, thì nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút subscribe, nút đăng ký ở dưới và nhấn nút chuông nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Thì ở trong cái bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta chuyển đổi một cái bức hình mà nó không được xóa phông. Trong nhiều trường hợp, ví dụ như là anh em sử dụng điện thoại để chụp chân dung, hoặc là anh em sử dụng máy chụp hình đi, nhưng mà lens thì lens lens kit chẳng như thế, hoặc là chúng ta ở một cái điều kiện nào đó mà các bạn không thể nào mở cái khẩu độ lên được để chúng ta có hiệu xóa phông được. Ví dụ đang nắng quá chẳng hạn như vậy ha, thì chúng ta phải khép khẩu, thì lúc đó cái đó của chúng ta nó quá rộng và lúc đó nó không có xóa phông, để không có lung linh. Thì ở trong bài này thì chúng ta sẽ hướng dẫn để chuyển đổi ha. Hiện tại thì mình không tìm được cái stop nào mà kiểu như thế, cho nên hiện tại mình sẽ sử dụng cái stop này. Các bạn có thể để ý một vài cái hình của Philippines hoặc là của Ấn Độ, hay có cái kiểu mà chụp vào trẻ em ở trong rừng, xong rồi phía background thì nó mù mịt luôn á. Thì ok, mặc dù nó không có tự nhiên, nó không có thật, nhưng mà nó vẫn đẹp ở một khía cạnh nào đấy, và nếu như làm kỹ thì nó cũng sẽ là một cái hiệu ứng nên tham khảo ha. Ok, rồi. Cái cách làm rất đơn giản thôi. Ở đây mình sử dụng cái stock của bạn là Kiên Kim, hình như là Kiên KK đúng không? Kiên Kim với Kiên KK liên quan gì nhau không? Mình không biết. Nhưng mà thôi kệ, mình sẽ mở cái stock này ha. Mình sẽ mở cái Photoshop. Rồi, cái stock này thì mình có để dưới cái link ở ngay phía dưới description phần mô tả đó, các bạn có thể tải về ha. Rồi, ở trong này thì để đây mình đang để sẵn cái preset của mình rồi ha. Mình đang sử dụng preset của mình rồi, là preset số Deluxe số 22 thì phải, 22, 23 gì đó ha, hình như là 22. Ok, mình cứ để tạm 23 đi. Và mình có thể là mình sẽ giảm contrast đi một chút, bởi vì contrast đang hơi quá đà. Và giảm sáng đi một chút, shadow lên tí nữa. Rồi, ok. Và chúng ta mở hình ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một vài cái lưu ý để mà các bạn tạo được một cái hiệu ứng này cho nó đẹp á. Thì các bạn cần một cái bức hình mà nó rõ ràng ha, tất nhiên là phải đúng nét rồi. Cái thứ hai nữa là bởi vì nó có một cái kinh nghiệm của mình á, là khi các bạn blur á, thì mà các bạn tách cái hình nền ra mà các bạn không có làm cái mẹo là xóa người đi á, thì cái tự nhiên phần xung quanh người nó sẽ có một cái mờ 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 nhỏ nhỏ, cái viền mờ mờ bên cạnh á. Cho nên là cái chúng ta làm á, thì bắt buộc, hầu như là bắt buộc chúng ta sẽ phải tách nền ha. Cho nên là nhắc tới tách nền thì các bạn bắt đầu nghèo ngán rồi. Thì mình nói luôn là nếu như được á, thì nên ưu tiên những cái bức hình mà chúng ta không cần phải tách tóc quá nhiều ha. Nói gì nói tách tóc nó nhiều khổ lắm. Cho nên là đó, thì mình lưu ý như vậy ha, để các bạn hình dung được là các bạn cần chuẩn bị cái stock như thế nào, và lúc chụp thì để ý như thế nào. Ví dụ như là muốn chụp để tạo hiệu ứng xóa phông đi, thì đừng có để tóc nó bay bay. Tóc nó bay bay về cắt không được đâu, tách này không được đâu ha. Rồi thì chúng ta chờ cho gió nó nguội đi một chút, rồi tóc nó xõa xuống này, nên mình chỉ cần cắt một phát là xong thôi. Đó, ok ha. Rồi, ở đây thì cái cách mà mình sử dụng thì mình sử dụng cái Gaussian Blur và Lens Blur, chủ yếu là Lens Blur ha. Và có một số cái mẹo nữa để cho nó có cái chiều sâu nữa, chứ không phải là cứ Blur là Blur đâu. Nhưng mà công việc đầu tiên của mình là, như mình nói đó, là chúng ta sẽ phải tách người ra ha. Tách người ra. Tách người thì ở đây mình sử dụng công cụ là Quick Selection Tool, và mình chọn là Select Subject để cho Photoshop nó tự động nó tìm cái người của mình cho nó nhanh. Nếu như các bạn sử dụng Photoshop CC 2018 trở xuống thì các bạn sẽ không có cái công cụ này đâu, sẽ không có cái Select Subject đâu, mà các bạn sẽ sử dụng cái Quick Selection Tool, sau đó các bạn cứ vậy chọn người thôi ha. Cái cách để mà chọn thì cũng dễ, các bạn sử dụng cái công cụ Quick Selection này và click vào phần người, xong các cứ bôi 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 chạy đều như thế tới khi nào chọn hết được phần người thôi. Còn như mình đang là có cái Quick Select Subject thì mình sẽ chọn là Select Subject, và cứ thế mà Photoshop nó chạy thôi, tùy bức hình mà nó chọn nhanh hoặc chọn chậm ha. Nhưng mà về cơ bản thì mình cũng phải chỉnh lại ha. Cho nên là ok rồi. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là Lasso Tool hoặc là Polygonal Lasso Tool, hoặc bất kỳ công cụ nào đó các bạn muốn ha. Đơn giản là mình sẽ tỉa bớt như thế này. Các bạn sẽ giữ phím Alt, phím Alt trên bàn phím ngay bên phím Control á, Control Alt á, chữ Alt Alt ha, hay Alt hay gì đó thì tùy. Các bạn sẽ đè phím Alt để các bạn bỏ bớt những cái thừa đi, hoặc là giữ phím Shift để chúng ta chọn thêm những cái khu vực mà các bạn muốn thêm hay muốn chọn thêm. Ví dụ chọn thiếu chẳng hạn vậy, thì các bạn sẽ thêm, ví dụ như là cái cây vợt này,
cái vợt này nó đi theo người mẫu, cho nên là chúng ta sẽ phải chọn vùng nó luôn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tua nhanh đoạn này. Rồi, sau khi mình đã chọn được vùng rồi thì bây giờ các bạn sẽ làm mềm cái biên lại để em ta nhân đôi layer này lên nhé. Các bạn click chuột phải chọn feeder. Ở đây các bạn sẽ có thể để cái bao nhiêu pixel tùy ý, nhưng mà mình thích làm mềm vừa vừa ít ít thôi. Hay cho nên là mình tạo 2 pixel ha và click ok. Và bây giờ chúng ta sẽ vào Ctrl J. Các bạn có thể nhấn Ctrl J hoặc là các bạn vào layer new và chọn là layer via copy ha. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái hình người như thế này, ra rất là đơn giản dễ dàng đúng không? Rồi, tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhân đôi cái background lên. Nhân đôi background lên ha. Các bạn sẽ chọn lại vào background này và cũng vào layer new, layer via copy, hoặc là các bạn double click layer cũng được, hoặc là bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K đó, để chúng ta có một layer background ha. Thì mình sẽ đặt tên cái này ví dụ là xóa phông chẳng hạn như thế ha. Sau khi các bạn chọn rồi thì bây giờ các bạn sẽ làm một công việc, đó là chúng ta xóa cái người này đi. À, xóa người này đi. Thì cơ bản cái cách xóa người này nó rất là đơn giản thôi, với các bạn không cần phải làm phức tạp đâu. Đừng nghĩ xóa người nó khó. Các bạn có thể chọn vào Select và chọn là Subject hoặc là File Layer. Rồi kệ, các bạn giữ phím Control ha, giữ phím Control và click vào cái thumbnail của layer người này. Mình sẽ để layer là người ha. Giữ phím Control, click cái thì nó tự động nó chọn vùng chọn thôi, giống như nãy thôi ha. Sau đó các bạn sẽ mở rộng vùng chọn ra một chút, các bạn vào Feeder. À, chọn vào select ha, vào select chọn là modify và các bạn chọn là expand. Expand nghĩa là mở rộng thêm đó, mở rộng thêm cái select ha. Select là vùng chọn đó. Thì bây giờ các bạn có thể nhập bất kỳ con số nào đây. Ví dụ như là cái hình này thì độ phân giải nó cũng lớn, thì mình là 50. Các bạn click ok. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó tự động nó mở rộng ra một chút. Thấy không? Mở rộng ra một chút. Thì nếu như mà các bạn sử dụng những hình mà nó nhỏ quá thì các bạn cứ căn theo, ví dụ như là 50 mà nó lớn quá, cái vùng mở rộng lớn quá đi, thì các bạn có thể để khoảng cỡ 50 gì đó để làm sao nó ra được cỡ như thế này ha. Sau các bạn sẽ vào select, chọn tiếp modify và chọn là feeder ha, bởi vì chúng ta mở rộng ra nhưng mà nó không có feeder. Thì bây giờ các bạn sẽ để nó làm mềm đi một chút, như hồi nãy là 50 đúng không, thì bây giờ thì mình để là 5 để cho nó làm mềm đi một tí. Tất nhiên cái số làm mềm này đừng lớn hơn con số 50 nhé. Tương tự như vậy, ví dụ như là các bạn ở trường hợp của các bạn thì có thể nó sẽ khác, thì các bạn để cho nó nhỏ hơn con số mà các bạn mở rộng ha, nhỏ hơn nhiều á ha. Rồi, sau khi xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái layer xóa phông này. Có thể tắt cái layer người đi, tắt con mắt layer người đi cho dễ nhé. Quay trở lại layer xóa phông, các bạn click chuột phải hoặc là các bạn vào edit và chọn là content aware fill, content aware fill, click một phát và chờ thôi. Bây giờ thì Photoshop nó sẽ xử lý giúp cho mình. Đó, nó sẽ xóa giùm mình này. Các bạn thấy nó ok không? Hoặc là các bạn có thể sử dụng công cụ để cho nó quen thuộc. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một công cụ Lasso Tool chẳng hạn như vậy. Click chuột phải và chọn là đâu rồi? Fill ha. Chọn Fill và chọn là Content Aware, click ok. Cái nào cũng được, các bạn có thể vào Edit chọn là Fill cũng được, Edit chọn là Content Aware Fill cũng được, hoặc là click chuột phải sử dụng cái công cụ MQ thì các bạn click chuột phải và chọn là Fill và chọn là Content Aware thì nó cũng ra kết quả như nhau thôi ha. Rồi bây giờ nó sẽ hơi dở người một chút, ví dụ như là hình của các bạn đi mà nó xóa nó đẹp nó xấu quá, kệ nó giúp mình ha, cứ kệ nó giúp mình không sao cả, không cần phải xóa đẹp ha, nhớ nha, không cần phải xóa đẹp. Rồi các bạn sẽ bật lại layer người giúp mình. Rồi ở đây á thì các bạn sẽ bắt đầu chúng ta cảm thấy khá ổn với cái layer background rồi ha, bây giờ mình sẽ xóa rồi đó. Thì công việc tiếp theo đó là tạo một cái deep map. Deep map là cái gì? Đây, ví dụ các bạn để nguyên thế này nhé, và các bạn vào filter và chọn là blur và chọn là lens blur đi. Mình sẽ làm gọn một chút để mình thấy cái đây, fit in view. Rồi mặc định thì nó sẽ là như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy nó xóa phông mù mịt hết luôn. Và ví dụ bây giờ mình click ok đi ha. Giờ mình click ok đi, tự động nó apply cái lens blur này vào đây. Thì các bạn sẽ thấy nó có một cái vấn đề, đó là nó không có độ sâu, nó không có thực tế. Đặc biệt bởi vì cái hình của chúng ta là một cái hình mà người mẫu đang đứng ở trên mặt phẳng. Đó, các bạn thấy vấn đề không? Đó, nhìn nó rất là kỳ. Đó, thì đúng lý ra thì nó sẽ phải có một cái vùng chuyển từ cái khu vực nét qua cái khu vực bị mờ ha. Cho nên là các bạn sẽ phải tạo cái deep map, nó rất là dễ thôi ha. Thì trường hợp ví dụ như các bạn sử dụng cái mẫu mà
sử dụng cái hình có người mẫu, người ta đứng ở trên mặt phẳng mà mình thấy được cái khu vực tiếp giáp của chân người ta với lại cái bề mặt là mặt đất đó, thì các bạn sẽ phải tạo deep map. Còn trường hợp các bạn sử dụng những cái hình mà chụp bán thân, chụp không thấy chân người đó, kiểu như thế, chụp không thấy chân đó, thì các bạn không cần phải làm cái việc này ha. Và chúng ta chỉ cần cứ các bạn có thể bỏ qua cái chuyện là tạo deep map ha. Rồi mình cần chọn Z, cần chọn Z để chúng ta back lại. Và bây giờ các bạn tạo một cái layer mask cho mình ha. Có thể vào layer, new layer mask ở đâu nhỉ? Đây, layer mask và chọn review all này. Đó là ta sẽ có layer mask mới, hoặc là các bạn click ở dưới này cũng được. Cái layer mask ở ngay phía dưới này, click một phát thì nó sẽ tạo layer mask. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng công cụ là gradient map, và cái màu là sẽ là màu đen sang màu trắng nhé. Và bây giờ các bạn sẽ bôi từ dưới lên, nhưng mà đảm bảo giúp mình là cái phần mà tiếp giáp người mẫu với lại mặt nền á, nó sẽ có màu đen, ha, màu đen kịt á, chứ không phải màu đen chuyển đâu. Đây mình sẽ tạo một layer mới và mình sẽ vẽ thử cho các bạn hình dung ha. Mình sẽ làm một cái là màu đen sang màu màu trong suốt đi, các bạn dễ hình dung. Cái màu trong suốt bây giờ nó là màu trắng nhá. Rồi. Rồi, các bạn hình dung được không? Là khi mà người mẫu người ta đứng ở đâu á thì khu vực đó nó sẽ có màu đen. Ví dụ như là người mẫu mà đứng ở phía trên này chẳng hạn vậy, thì mình sẽ phải kéo, lúc nào các bạn cũng sẽ phải kéo cái ở dưới này lên. Ở dưới này lên tới trên đó đó là cái màu đen ha. Là màu đen. Làm sao đó để đảm bảo nó là màu đen ha. Rồi. Thì ở đây người mẫu chúng ta đang hơi gần gần, cho nên là mình sẽ kéo từ dưới này đưa lên trên cao một chút. Đưa lên trên cao một chút, rồi như này đi ha. Và bây giờ các bạn sẽ nhớ là vẽ ở bên cái layer mask nha, nãy mình vẽ ở bên ngoài này hơi sai đó. Và chúng ta sẽ quay trở lại là màu đen sang màu trắng để các bạn dễ hình dung, nãy mình làm cho các bạn dễ hình dung thôi ha. Và công việc chúng ta chính là bây giờ chúng ta bắt đầu này, chúng ta sử dụng gradient map màu đen sang màu trắng, chọn cái layer mask và chúng ta brush đó. Ôi, mình nhầm rồi, chọn layer mask nhá và kéo từ dưới lên. Rồi, sau khi xong rồi, các bạn tạo cái layer mask này xong rồi nha, các bạn vào filter, chọn là blur và chọn là lens blur. Rồi, bây giờ mặc định thì ở phía bên này cái deep map này nó sẽ là none, thì các bạn sẽ chọn qua là layer mask giúp mình, tức là layer mask của cái đó đó ha, của cái hình đó. Thì bây giờ các bạn phần shape này các bạn sẽ sử dụng là octagon đi, nó tám cạnh nhé, thì để cho nó radius nó cao lên, nó mịn hơn ha. Radius các bạn có thể tăng giảm như thế nào đó tùy hình. Như mình thì mình đang muốn nó xóa nó mù mịt một chút, cho nên là mình cứ tăng giảm cho nó vui vẻ thôi. Những cái ở dưới này các bạn không cần phải quan tâm ha. Sau khi xong rồi, các bạn có thể để ý giúp mình nhìn phía dưới này nè. Cái phần tiếp giáp của người mẫu là cái phần nằm ngay đây ha, thì các bạn có thể tăng cái blur focal distance này lên. Đó thì các bạn kéo nè. Đó thì các bạn sẽ thấy là tự Photoshop á nó sẽ cho các bạn di chuyển cái khu vực mà hồi nãy mình blur đó, mình làm cái deep map mà layer mask mà từ màu đen sang màu trắng đó, nó di chuyển lên trên, đi lên đi xuống giúp mình. Cho nên ví dụ như là các bạn bị chật đi và các bạn không có vào được màu đen hồi như hồi nãy đó, thì các bạn có thể tăng giảm ở đây. Làm sao đó để khu vực nét nó sẽ vào đúng khu vực chân của người mẫu ha. Ví dụ như là đây. Đó, khu vực này là khu vực chân người mẫu này mà mình cảm thấy nó nét rồi này. Đó, và chúng ta click OK. Thì đơn giản như thế thôi, để Photoshop nó sẽ chạy. Thì lúc đó các bạn sẽ có một cái hiệu ứng, đó là từ nét và chuyển sang xóa phông. Thì lúc đó nó sẽ rất là tự nhiên ha. Các bạn mà không làm như vậy á, thì nó sẽ rất là xấu và nó rất là không tự nhiên. Cho nên là nếu làm được thì nên làm. Và như mình nói hồi nãy đó, nhờ vào cái việc mà mình xóa người đi á, thì bây giờ nó sẽ không có hình người phía sau. Ví dụ như là cái nón màu vàng đi, nó sẽ không blur cái màu vàng ra và nó làm lộ khi mà mình bật cái layer người lên. Nó sẽ không có một cái kiểu như là hơi mờ mờ màu vàng ở phía sau. Đó, nó sẽ không có cái kiểu mà bị mờ mờ màu vàng phía sau ha. Ví dụ như là người mẫu ở đây thì mình đang cảm giác là hồi nãy là cái chọn vùng của mình nó hơi thừa ra ngoài một chút này. Thì mình có thể xóa được, đó là các bạn chọn là layer người này, giữ phím control ha, hoặc là command trên máy Mac á, các bạn click vào layer người, sau đó các bạn vào select, chọn là modify và chọn là contract, các bạn sẽ để ít ít thôi, ví dụ như là mình để một hoặc hai pixel đi. Rồi và chúng ta đảo ngược vùng chọn lại, control shift y ngắn đó, và chúng ta delete một phát thì chúng ta sẽ có một cái vùng nó sạch hơn ha, nó không có bị viền viền như hồi nãy nữa. Rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái vùng chuyển rất là ok như thế này đó, vùng từ nét chuyển sang hơi mở
ha, chứ nó không có bị kiểu như là nó cùi bắp như vậy nãy nữa ha. Tới giờ thì các bạn có thể xóa cái layer cái này đi cũng được, hoặc là không ha, như mình thì mình cứ để thôi, đỡ không cần phải xóa. Rồi các bạn, để làm cho nó mịn hơn ha, các bạn có thể cần Ctrl J lên, phím J là phím nằm giữa phím H phím K đó, vào filter chọn blur và chọn là Gaussian blur, và ở đây đó. Rồi bây giờ các bạn có muốn giống như mấy anh Ấn Độ không, hay là Philippines đó? Đó là chúng ta có thể tăng giảm cái độ mờ ở phía sau được ha, có thể tăng giảm độ mờ được, thì tùy các bạn thôi, nhưng mà mình thì không thích nó kiểu quá đà như vậy. Hồi nãy là nó không được mượt lắm thì mình sẽ làm nên cho nó mượt mượt hơn một chút thôi đó, kiểu như này thôi, mình cảm thấy khá ổn. Rồi ở phía này thì nó có một chút vấn đề với lại cái vợt. À, cái vợt là một cái đối tượng là hơi bị khó xử lý này. Cho nên là mình sẽ làm đơn giản thôi, là mình sẽ chọn vùng những khu vực mà nó loang lổ như này và mình làm cho nó blur đi ha. Mình đơn giản như vậy thôi, mình sẽ chọn thêm những cái khu vực bị mờ như này. Đã giữ phím shift chúng ta chọn thêm vùng thôi. Sẽ đó feeder và để ở 5 hay 10 gì đó tùy, cho nó vào filter blur và chọn là Gaussian blur. Ở đây thì mình sẽ tăng giảm cái khu vực này lên đó, sao cho nó đẹp đẹp một chút. Rồi, ok vậy đi. Đó, rồi, click cho phải. Fit in view. Ok, bây giờ mình cảm thấy khá ổn rồi đó. Thì đó là cái cách để các bạn làm ha, và một vài cái kinh nghiệm của mình, một cái mẹo nhỏ của mình. Đây là mình sẽ gom lại để cho các bạn thấy là đây là trước và sau này. Đây là trước, sau, trước, sau, trước, sau. Thì ổn đúng không? Nếu làm kỹ hơn thì nó sẽ làm đẹp hơn, nhưng mà hiện tại mình cảm thấy đơn giản một vài bước vậy thì nó cũng đã là có một cái gì đó nó ngon lành rồi ha. Và thì đó là toàn bộ video này, mình hy vọng các bạn thích, và nếu như các bạn có tác phẩm hãy show phía dưới hoặc là share inbox cho mình coi thế nhá. Thì ở phía bên này hoặc bên này gì đó, à mình có những cái video khác các bạn có thể coi thử, và nếu như thích kênh của mình có hơn gần 300 cái video về tutorial Photoshop rồi thì các bạn có thể coi thêm ở trên kênh của mình, và nhớ nhấn subscribe, nút đăng ký và nút chuông, nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai nhé. Nhớ chia sẻ video này cho bạn bè ha, bye bye nha, hẹn gặp lại các bạn vào video sau.